Rosengarten hay cuộc chiến vườn hồng là một trận chiến hàng niên được tổ chức tại đấu trường kinh đô của đế quốc Burgundy nhằm tìm ra người biến thái nhất, mạnh nhất trong số tất cả những cao thủ từ mọi nơi trên thế giới. Thật ra chủ yếu là để mua vui cho hoàng tộc. Đây là một bộ manga mà cá nhân mình khuyên các bạn không nên xem qua nếu vẫn còn muốn giữ lại phần nhân cách trong sáng trong người và đôi mắt ngọc ngà mà bản thân hết mực yêu quý. Đơn giản vì nó quá bẩn bựa và phần bẩn là nhiều hơn phần bựa. Nhưng công bằng mà nói, không thể chỉ vì những pha bẩn bựa vượt ngoài trí tưởng tượng của con người mà chúng ta lại bỏ qua tất cả những trận chiến nảy lửa thuộc hàng siêu phẩm của bộ truyện. Và cách xây dựng nhân vật của Rosengarten tuy có phần biến thái, nhưng nó vẫn mang đậm chất shonen với hệ thống các kỹ năng và sức mạnh đa dạng cho từng nhân vật. Chính vì thế mà trong video ngày hôm nay, hãy cùng kênh Yuanime cất não vào tủ, hút thêm vài ký đá để cùng gạt bỏ sự bẩn bựa sang một bên và xếp hạng ra top 10 nhân vật mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại trong đấu trường hoa hồng khốc liệt này nhé. Lưu ý, top 10 này được xếp hạng dựa trên đánh giá chủ quan của mình về màn trình diễn của họ tại Vườn Hồng và tất cả những sức mạnh đã được hé lộ cho đến thời điểm hiện tại thôi nhé. Cho nên rất có thể video này sẽ lạc quẻ theo tiến độ của bộ truyện, cũng như hoàn toàn trái ngược với quan điểm của các bạn. Nhưng dù sao mục đích của nó cũng là để bàn luận và giải trí, nên hãy cứ thoải mái với nhau nhé. Bây giờ thì không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Alibaba. Alibaba tham gia đại hội Vườn Hồng với vai trò là tổng thống của nước Ba Tư, là nhân vật đến từ đất nước ngàn lẻ một đêm. Alibaba được phác họa vô cùng đặc trưng với nước da ngăm, thân thể cường tráng, đầu quấn một chiếc khăn hình bụi mà dân gian người ta gọi là đầu bụi. Dĩ nhiên đi liền với Alibaba không thể thiếu chiếc thảm thần huyền thoại, nhưng là thảm thần phân phối lớn cực trái mang số hiệu M10T. Sau màn chạm trán với thái tử Sivri ở vòng đầu tiên tại cổng con người, Alibaba đã bị thanh kiếm ma thuật của Sivri biến thành phụ nữ. Hắn đã chấp nhận thân phận này trong suốt giai đoạn về sau của đại hội. Về sau nữa thì có được trở lại làm đực không thì không biết, nhưng mà hiện tại đàn em của Alibaba đang rất vui vì điều đó. Mà lem thế này cơ mà. Về mặt sức mạnh, phần lớn sức mạnh của Alibaba đều đến từ công nghệ tương lai thuộc đất nước của hắn ta. Chính xác hơn là đến từ nhà khoa học Morgiana. Nhờ vậy mà Alibaba sở hữu cho mình một kho hàng nóng bao gồm hai quả bom treo trước ngực và hàng tá các loại thuốc nổ có sức công phá cực lớn. Khủng hơn hết là chiếc thảm thần vô cùng hiện đại được tích hợp công nghệ nano, có thể đồng hóa với vật chủ để tạo ra những vũ khí tối tân như các Transformer. Việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ là lý do Alibaba đứng ở vị trí thứ 10 này. Nhưng công bằng mà nói thì tài sản của một người cũng được tính là sức mạnh của người đó. Và hơn hết nữa, không phải ai cũng đủ mạnh để có thể gánh chịu được áp lực do tác dụng phụ của chúng gây ra. Cho nên một lần nữa, đó là lý do tại sao Alibaba được xếp hạng ở vị trí thứ 10 này. Arthur. Arthur của Rosengarten có lẽ là phiên bản Arthur lờ mao nhất trong tất cả các phiên bản vua Arthur từng xuất hiện trong manga và anime. Xuất hiện với hình ảnh dễ thương, xinh xắn và năng động của một nữ idol điển hình. Thế nhưng khứa này là nam. Một Jap chính hiệu và luôn có khao khát truyền bá tư tưởng Jap is the best của mình đến mọi người. Dù thân hình nhỏ bé là vậy, Arthur bé nhỏ lại sở hữu một sức mạnh thể chất vô cùng khủng khiếp, có thể dễ dàng thổi tung bất kỳ ai chỉ bằng nắm đấm của mình. Và cậu cũng có thể hứng chịu sát thương từ kẻ thù mà không gặp quá nhiều nguy hiểm. Ngoài ra, Arthur còn là người sở hữu thánh kiếm Excalibur huyền thoại. Quyền năng của nó cho phép Arthur thay đổi bản thân của chính cậu ở hiện tại, giúp cậu hóa thân thành bất cứ phiên bản nào khác khả thi của mình ở một tương lai khác, nằm trong một nhánh thực tại khác. Về cơ bản thì nó phụ thuộc vào tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của Arthur. Cậu có thể dùng nó để hóa thân thành phiên bản mà ở đó mình được tiếp xúc với nguồn sức mạnh tương tự với đối thủ để dùng chính thứ sức mạnh đó khắc chế lại họ. Tuy nhiên năng lực mạnh đến đâu thì cũng không có nghĩa là vô đối. Điểm khiến Arthur dù mạnh nhưng chỉ ở vị trí này đơn giản là vì sức mạnh của cậu không bằng những nhân vật cấp trên cậu mà thôi. À ngoài ra còn có một điểm yếu chí mạng nữa, đó là vì cậu là cú có gai, mà cú có gai thì rất ít khi chịu rèn luyện cái gai của mình, cho nên có thể sức chịu đựng của nó không bằng so với các phần khác trên cơ thể. Chỉ một tác động nho nhỏ vào đúng chỗ hiểm cũng có thể khiến Arthur trở nên rụng rơi. Bone. Nếu xét theo độ biến thái thì tên này xứng đáng thuộc hàng top đầu, nhưng mà do đây là xếp hạng sức mạnh nên hắn top 8. Dietrich von Bone có thân phận là thái tử kế vị của vương quốc Bone, có trách nhiệm trị vì vương quốc sau khi cha mình qua đời. Thế nhưng vào đúng ngày đăng quang của mình thì khứa này lại bỏ nhà đi bụi, để lại sau lưng một mớ bồng bông do ông chú Ermenric, kẻ chiếm đoạt ngai vàng gây ra. Cho đến thời điểm hiện tại thì Bone chưa thể hiện bất kỳ tài năng ma thuật nào quá vượt trội, mặc dù Sivri từng xác nhận rằng hắn có học lỏm phép thuật từ mình, cơ mà chỉ xét riêng về phần sức chịu đựng thôi thì khứa bên này đã thuộc hàng đỉnh của chớp. Với dòng máu SM thuần khiết chảy trong người, mọi tổn thương, đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần mà bên phải gánh chịu đều được chuyển hóa thành
sự sung sướng. Thật, càng ăn đòn nhiều thì bên càng hưng phấn, mà càng hưng phấn thì bên càng mạnh. Thanh kiếm ma thuật mà bên sở hữu chính là thước đo rõ ràng nhất về độ biến thái, à nhầm, sức mạnh của hắn. Nó cộng hưởng với sự kích thích bên trong não bộ của bên, ba sẽ càng ngày càng lớn dần. Kiếm càng lớn thì sát thương sẽ càng cao. Về cơ bản thì hắn thuộc dạng tướng tăng, có khả năng tích nộ tăng đam theo thời gian. Cơ mà có một giới hạn nhất định dành cho bên, đó là một khi để trí tưởng tượng và sự sung sướng đi quá xa, hắn sẽ bắn tùm lum. Đó cũng là lúc cơ thể bên không còn khả năng chiến đấu. Attila. Attila là thiền vu của đế quốc Hung, vua của cộng đồng người du mục châu Á. Hắn mang vẻ ngoài của một lãng tử phong trần thích ăn chơi chát tán. Thật vậy, Attila là một kẻ chơi bời thích đốt tiền của mình vào việc đua idol và cung phụng các quả phụ. Tuy nhiên, bằng trí thông minh, tài thương thuyết và phong cách cai trị độc đáo, Attila luôn kiếm được nhiều tiền hơn so với tốc độ tiêu tiền của mình. Thế nên hắn vẫn luôn giữ được vị thế của một bậc đế vương, nắm trong tay lãnh thổ và sức mạnh quân sự bậc nhất thế giới được gây dựng chỉ trong một thế hệ duy nhất. Trong vòng đầu tiên của đại hội tại cổng tiền bạc, Attila là người duy nhất có thể chiến thắng nữ hoàng Brumhild trong một cuộc đấu trí. Thậm chí còn sắp xếp cả thủ đoạn để hạ gục cô ta ở vòng sau trước cả khi nó bắt đầu. Hắn cũng là một trong số ít người có thể nhận ra được sự hiện diện của lời nguyền trên mặt nữ chính Lin, nhưng không phải nhờ vào phép thuật mà là bằng khả năng thao túng tâm lý của mình. Trong trận chiến với vua Beowulf gần đây nhất, Attila đã lộ rõ khả năng đặc biệt độc quyền của mình, đó là hiểu được giá trị của một con người. Nó giúp hắn nhìn thấu được bản chất của đối phương, từ đó dùng tài thương thuyết của mình để thu phục lòng dân hoặc đánh vào điểm yếu của họ, như cái cách mà một kỳ thủ điều khiển các quân cờ của mình để giành chiến thắng. Nhìn chung thì sức mạnh của Attila trong một trận chiến bất kỳ đều phụ thuộc vào yếu tố khách quan của trận đấu đó. Thế nhưng không thể phủ nhận, não bộ của hắn chính là một thứ nguy hiểm mà không phải ai cũng có thể đối phó. Yamato Takeru. Yamato Takeru là tộc chủ đời thứ 13 của nhà Yamato và cũng là người đang đứng ở vị trí thứ 2 trong gia tộc sau ông già của mình, người mà hắn luôn tôn sùng theo một cách dị biệt. Hắn là một kẻ không bao giờ tỏa ra sát khí trong các đoàn tấn công, bởi lẽ chém giết đối với Takeru đã là một chuyện hiển nhiên ngay từ đầu. Chưa rõ đặc điểm sức mạnh của gia tộc Yamato là gì, thế nhưng xét theo góc độ bên ngoài nhìn vào, chúng ta có thể thấy được bên trong cơ thể của những tộc nhân nhà này, bao gồm cả Takeru, là một con quái vật đội lốt người có tâm trí méo mó đến đáng sợ. Cơ thể của hắn có thể biến đổi khôn lường không chỉ giữa hai giới tính, mà nó còn cho phép hắn sở hữu sức mạnh thể chất không tưởng, có thể dùng tay không chặn đứng các đòn tấn công từ thanh thánh kiếm của vua Beowulf một cách dễ dàng như chở bàn tay. Tuy vẫn chưa kịp thể hiện gì nhiều, thế nhưng có vẻ tên Takeru này vẫn còn hình thái cuồng nộ, cho phép hắn giải phóng sức mạnh thật sự của gia tộc mình, nhưng đổi lại là sẽ đánh mất đi hoàn toàn chút lý trí còn sót lại của một con người. Dù không biết tiềm năng của hắn sẽ còn bộc phát đến cỡ nào, thế nhưng sức mạnh mà hắn thể hiện trong trận chiến với vua Beowulf và cái cách mà hắn chơi đùa trong các vòng đấu còn lại cho thấy rằng Yamato Takeru là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hildebrand. Hildebrand là thầy của thái tử Dietrich von Bern. Ông ta được người đời ca tụng là một huyền thoại sống với những chiến công vang dội. Ông đã từng đánh ngang kèo với vị vua mạnh nhất Beowulf, dù không biết rằng trong trận đấu đó cả hai đã tung hết sức hay chưa. Là một người có 50 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, cứ hãy thấy thanh niên nào còn trẻ người non dạ, thì Hildebrand đều muốn ra mặt và đào tạo ngay một khóa huấn luyện đặc biệt. Mục đích của ông khi tham gia đại hội Vườn Hồng lần này chính là lôi đầu thằng đệ tử trời đánh bên về nhà và bắt nó phải chịu trách nhiệm cho đống hỗn độn mà mình đã gây ra. Ngoài sức mạnh thể chất vô cùng mạnh mẽ, Hildebrand còn sở hữu một khả năng đặc biệt, cho phép ông ấy đọc được cũng như phản hồi lại những điều tận sâu thẳm trong tim đối thủ. Việc lay động con tim đối thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự kiên định của họ, khiến họ mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Và nếu không thể vượt qua được, thì Hildebrand mặc nhiên sẽ chiến thắng tuyệt đối mà không gặp phải quá nhiều khó khăn. Sở hữu một thứ sức mạnh vừa có thể đánh vào thể xác lẫn tâm hồn của đối thủ thì không còn lạ gì nữa. Hildebrand xứng đáng có một thứ hạng cao trong top 10 này. Thứ hạng thứ 3 và thứ 4 sau đây là một vấn đề rất đáng để tranh cãi. Chúng ta có một kèo đấu giữa Brumhild, nữ hoàng của đế quốc Burgundy và bác kỳ đại xà huyền thoại Orochi, mà cụ thể là nhân cách Orochi đệ nhất. Xét về sức mạnh của Brumhild thì không có gì để bàn cãi. Cô được lời chúc phúc bất bại đến từ các vị thần, cho nên về cơ bản sức mạnh thuần túy của Brumhild vô cùng khủng khiếp, bởi lẽ nó là sức mạnh của thần linh. Thế nhưng như một tác dụng phụ mà các vị thần ban tặng, có lẽ để chiều người Brumhild, cô còn được gán cho một lời nguyền mê trai bất khả kháng cự. Dù nó không ảnh hưởng gì mấy đến sức mạnh cơ bản của Brumhild, thế nhưng những kẻ có đầu óc sẽ luôn biết cách tận dụng nhược điểm chí mạng đó để giành thắng lợi trong các cuộc đối đầu.
Về phía Orochi, vì là bát kỳ đại xà nên cô ả mang trong mình 8 quả tim và 8 nhân cách khác nhau, được xưng hô theo thứ tự từ đệ nhất đến đệ bát, với sức mạnh tương ứng từ cao đến thấp. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ mới có 3 nhân cách được giới thiệu, bao gồm nhân cách đệ bát là nhân cách trẻ nhất và cũng là nhân cách báo đời báo đốm nhất, suốt ngày chỉ biết rượu chè bê tha và có phần đảm đang. Một nhân cách khác chưa được tiết lộ cụ thể thứ tự, nhưng đó là nhân cách thông minh nhất, cô ả có thể dễ dàng ứng phó với những sự cố bất ngờ và giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Cuối cùng là nhân cách đệ nhất, kẻ được cho là mạnh nhất trong số các nhân cách của Orochi. Hắn đã từng đối đầu với cả thần linh nhưng thất bại. Thế nhưng sau ngần ấy năm ở ẩn, ngoài sức mạnh khủng khiếp chỉ thua lời chúc phúc của Broomhill, thì hắn lại có một con át chủ bài khắc chế cứng cô ta. Bằng cách hy sinh quả tim của mình, Orochi đệ nhất có thể tạo ra kết giới bên trong một con rồng khổng lồ, và nó xóa bỏ hoàn toàn mọi hiệu ứng chúc phúc hay lời nguyền của kẻ bị kẹt bên trong. Tức là trong trận chiến ở vòng thứ 3 của Đại hội Vườn Hồng, nếu Orochi đệ nhất thật sự muốn đối đầu với Broomhill thì đó sẽ là một trận đấu có kết quả hòa, vì chính bản thân hắn cũng sẽ hy sinh sau khi đánh bại được nữ hoàng. Tuy nhiên nếu xét trên phương diện chung của nhân vật Orochi thì bát kỳ đại xà sẽ chiến thắng, vì vẫn còn đến 7 quả tim đang tồn tại bên trong người cô ả. Tiếc là Orochi đệ nhất chỉ muốn được trả đũa các vị thần đã đánh bại hắn trong quá khứ, nên tất cả những việc hắn làm trong trận chiến lần này chỉ là phá giải lời nguyền cho Broomhill mà thôi. Sau cùng, nếu xét theo tình trạng của Broomhill ở thời điểm sau trận chiến đó, tức là lời nguyền mê trai chi phối cảm xúc của cô đã bị loại bỏ, trong khi sự chúc phúc vẫn còn đó, thì có vẻ là cô nàng đã trở thành một phiên bản nâng cấp so với lúc đầu. Cho nên mình xin phép đưa ra một kết luận như sau: nếu xét tổng thể cả 8 nhân cách của Orochi để so sánh với Broomhill, thì mình sẽ đặt Orochi ở top 3 và Broomhill ở top 4. Siegfried là thái tử của một quốc gia hùng mạnh. Công việc thường nhật của Siegfried là đi chinh chiến khắp mọi nơi, thu thập những kho báu giá trị trên khắp thế giới, và đặc biệt là hãy cosplay thần Zeus. Khứa này có thể được bầu chọn là top 1 trong số những đứa ăn tạp nhất bộ truyện. Ta đang bàn về sức mạnh mà. Nói sơ qua một chút về tình trạng của Sibri hiện tại, hắn đã bị ám sát bởi chính những thuộc hạ của mình vì một âm mưu nào đó. Kết quả là Sibri bây giờ phải tồn tại dưới dạng một linh hồn, cư ngụ bên trong thanh hắc kiếm Ram của mình. Chưa biết diễn biến của cuộc ám sát đó đã xảy ra như thế nào mà lại khiến Sibri mất mạng. Nhưng có một điều chắc chắn là Sibri của bây giờ không thể đạt được trạng thái đỉnh cao, bởi lẽ hắn cần phải có một cơ thể làm vật chủ để phát huy tối đa sức mạnh. Thế nhưng những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và phép thuật của Sibri vẫn còn đó, khiến cho hắn vẫn bất bại cho đến thời điểm hiện tại trong cuộc chiến Vườn Hồng. Một trong số khả năng đáng kinh ngạc của Sibri chính là có thể tái tạo loại sức mạnh của bất kỳ ma cụ nào mà mình đã sử dụng qua. Điều này thật sự khủng khiếp khi mà trong suốt vòng đời của mình, hắn đã tích lũy được một kho báu vô cùng khổng lồ, bao gồm số lượng lớn các món bảo vật từ khắp mọi nơi. Sibri đã sử dụng khả năng này trong vòng thứ 3 của đại hội và cân cả Alibaba và Arthur trong trạng thái đỉnh cao nhất của họ. Ngoài ra thì hắn cũng là một trong số ít những người đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với nữ hoàng Broomhill và vẫn còn sức đi léo lèo của ta. Nếu bạn đã quá quen thuộc với phái tam kiếm mà vua địa ngục Zoro đã dùng để tung hoành cùng với thiền trưởng băng tứ hoàng Luffy khắp đại hải trình, thì phái tam kiếm của nhân vật tiếp sau đây sẽ đưa nhân sinh quan của bạn bước lên một tầm cao mới. Beowulf. Beowulf là tổng chỉ huy quân đội hoàng gia của vùng Gotland, cũng là người được mệnh danh là vị vua mạnh nhất. Là một truyền nhân sáng lập của phái tam kiếm, ông sở hữu cho mình hai thanh thánh kiếm cổ đại và một thanh kiếm thịt dài 2m ở giữa hai chân, thứ được cho là còn cứng hơn cả kim cương. Bất mãn cái gì, ngoài đặc điểm bẩn bựa này ra thì Beowulf là người có tâm lý bình thường nhất cái series này rồi đấy, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Qua tất cả các màn trình diễn của Beowulf tại đại hội Vườn Hồng, chúng ta đều thấy được một điều duy nhất, đó là sự áp đảo tuyệt đối. Hai thanh cự kiếm mà ông cầm trên tay đôi khi cũng chỉ là vật trang trí, vì phần lớn thời lượng giải đấu ông chỉ toàn dùng đến thanh kiếm chân giữa của mình mà thôi. Và sự thật thì đó cũng là vũ khí mạnh nhất của Beowulf, khi ông có thể thật sự làm tất cả mọi thứ với nó, từ dùng đầu kiếm để phá hủy vũ khí của đối phương, đả thương đối thủ, chặn đòn, di chuyển trên không, cho đến bắn ra chùm tia sáng hủy diệt để hạ gục mục tiêu. Và cũng tương tự như trường hợp của Bane, thanh thánh kiếm này sẽ cộng hưởng với sự hưng phấn của Beowulf. Nói cách khác, khi đối thủ càng mạnh thì ông sẽ càng mạnh. Một điều nữa đó là trong trận chiến với Attila gần đây nhất, dù đang ở trong thế thất thủ do bị hội đồng bởi kẻ thù lẫn đồng đội, thì chắc chắn Beowulf vẫn chưa tung hết sức của mình ra. Bởi trong lần chạm trán đầu tiên với Orochi, cô ả đã nhìn thấy được thứ sức mạnh đang tuôn chảy trong người của ông ấy, chính là của một vị thần. Rất có thể Beowulf cũng là trường hợp tương tự như Broomhill, nhưng bị dính lời nguyền phải lộ hàng chăng? Hoặc có thể ông mang trong mình dòng máu của một vị thần chẳng hạn.
Nhìn chung thì tính đến thời điểm hiện tại, ngoài điểm yếu là lỗ hậu ra, thì Beowulf với thanh bảo kiếm của mình là nhân vật toàn diện nhất trong Rosengarten, cho nên thật không khó để đặt vị vua này lên top 1 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Và đó là top 10 các chiến binh mạnh nhất đại hội Vườn Hồng trong Rosengarten theo quan điểm cá nhân của mình. Các bạn có ý kiến nào khác về cách sắp xếp vị trí này không? Hãy để lại ý kiến phía bên dưới để cùng thảo luận với mọi người nhé. Cảm ơn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.